Bùi Đình Thắng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đạt 27,75 điểm khối C trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Nhưng do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Thắng đã từng suy nghĩ sẽ dừng việc học để đi làm phụ giúp gia đình. Mới đây, cả thôn nơi Thắng ở đã quyên góp tiền giúp em vào đại học. Gia đình Thắng thuộc diện khó khăn ở thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cách đây vài tháng, mẹ thắng không may mắc căn bệnh u não ác tính vừa qua, trải qua ca phẫu thuật lần 2 ở Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Ông Bùi Văn Thuận, trưởng thôn Thượng Tứ cho biết, nắm bắt hoàn cảnh như trên của gia đình thắng, thôn đã tổ chức kêu gọi trên hệ thống truyền thanh. Từ ngày 26 tháng 7 đến mùng 28 tháng 7, cả thôn quyên góp được hơn 41 triệu đồng các ban ngành toàn thể quỹ kết nối con em xa quê kêu gọi được tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Thắng chia sẻ sẽ học ngành sư phạm giáo dục tiểu học của trường Đại học Vinh Nghệ An số tiền của mọi người giúp gia đình sẽ dùng một phần nhỏ để em nhập học còn lại sẽ gửi ra hà nội lo kinh phí điều trị cho em